Cẩm Tú mến chào quý khán giả đến với chương trình Tin Nhanh 18 giờ được phát vào lúc 18 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh YouTube Truyền hình Bến Tre. Chương trình hôm nay 5 tháng 4 có các tin chính sau: đề xuất nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5; Vĩnh Long vụ 19 học sinh nhập viện vì dùng chất cấm; con trai dùng xăng khiến mẹ ruột bỏng nặng; hình ảnh căn nhà ở Cần Thơ chìm xuống sông. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Cụ thể, năm 2024, ngày 30 tháng 4 rơi vào thứ 3, còn ngày 1 tháng 5 rơi vào thứ 4, tức là ngày đi làm việc bình thường. Trong khi ngày thứ 2, tức 29 tháng 4, nằm giữa dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, cũng như ngày nghỉ cuối tuần trước. Cơ quan đề xuất lý giải việc hoán đổi như trên sẽ kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Đề xuất đang được xem xét và ra quyết định cuối cùng. Ngày 4 tháng 4, Nguyễn Hoài Phương sinh năm 2000, ngụ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Chiều ngày 29 tháng 3, Nguyễn Hoài Phương mang một khẩu súng đến nhà bạn cất giấu thì bị phát hiện và tố giác. Nhận được tin báo của người dân, công an xã Bình Ninh và công an huyện Tam Bình đã đến và kiểm tra ngôi nhà ở ấp An Quà, phát hiện một khẩu súng và 6 viên đạn. Công an huyện Tam Bình sau đó đã chuyển hồ sơ đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý theo thẩm quyền. Theo kết quả của phân viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận, khẩu súng thu giữ là vũ khí quân dụng và 6 viên đạn là loại đạn thể thao. Làm việc với cơ quan điều tra, Phương đã thừa nhận đã tàng trữ khẩu súng và số đạn nói trên. Vụ việc đang được cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 4 tháng 4, theo nguồn tin của phóng viên báo Công an Nhân dân cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Đông Hòa, Phú Yên đã chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc người con trai đập vỡ chai xăng phóng quả khiến mẹ ruột bị bỏng nặng. Theo đó, tối 29 tháng 3, sau khi nhậu say, đối tượng Nguyễn Bá Tường sinh năm 1987 xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột là bà Lê Thị Hằng sinh năm 1966, cùng ngụ trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa. Nguyên nhân mâu thuẫn được cho là Tường tức giận việc bà Hằng bán căn nhà chính gắn liền thửa đất ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa để bồi thường cho vụ án em gái của Tường lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi về nhà trong tình trạng say xỉn, Tường dò hỏi bà Hằng việc đi đón em gái ra tù. Nhưng xảy ra cãi giả gay gắt. Sau đó, thấy bà Hằng ra võng nằm, Tường lấy 3 chai xăng đã mua sẵn trước đó, một chai đập vào tường rào phía trước nhà, 2 chai còn lại đập vào vách tường cạnh võng bà Hằng nằm rồi châm lửa. Hậu quả khiến nạn nhân bỏng nặng phần cổ, tay và lưng, phải đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Hiện Tường đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 4 tháng 4, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng làm rõ và tạm giữ một số thanh thiếu niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn trên đường Bạch Đằng Như Nguyệt rạng sáng 31 tháng 3. Theo đó, một clip được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, ghi lại cảnh khoảng 25-30 thanh niên điều khiển xe máy mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên tuyến đường Bạch Đằng Như Nguyệt. Qua điều tra, đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu phát hiện sự việc vừa xảy ra rạng sáng ngày 31 tháng 3. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự đã xác nhận hai nhóm thanh thiếu niên và triệu tập lấy lời khai của gần 20 đối tượng. Đáng chú ý, nhóm này có tuổi đời còn rất nhỏ, từ 15 đến 20 tuổi và trú trên địa bàn thành phố. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 4 tháng 4, Nguyễn Minh Hiếu sinh năm 1988, ngụ xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi làm tàng trữ và lưu hành tiền giả. Theo thông tin, ngày 3 tháng 4, công an huyện Cầu Kè phối hợp công an huyện Càng Long và phòng an ninh đã thực hiện công tác trinh sát, điều tra và kiểm tra một nhà trọ tại ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang Hiếu đang tàng trữ tiền giả và tiến hành thu giữ 7 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 382 tờ tiền có mệnh giá 5.000 đồng, 144 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có mệnh giá 5.000 đồng, một máy photo màu, 3 dao cắt giấy cùng một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả. Công tác điều tra, Hiếu khai nhận đã mua máy in đa chức năng để trong phòng trọ. Hiếu dùng tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng thật và sử dụng máy in để in thành nhiều tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng giả. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 4 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Loan, 50 tuổi, trú tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3, Nguyễn Thị Loan điều khiển xe mô tô mang biển số 72C1113XX đến một quán bún dọc tỉnh lộ 52, đoạn xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, nhìn thấy chủ quán đang mở bóp lấy tiền giao cho khách, liền tiếp cận để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Đối tượng giả vờ mua bún rồi xin thêm rau, sau đó lén lút lấy chiếc bóp đựng tiền trong hộc bàn, bỏ vào bịch rau và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Kiểm tra trong bóp có hơn 64 triệu đồng, đối tượng bỏ vào cướp rồi tiếp tục trốn chạy về hướng thị xã Phú Mỹ. Sau đó, Loan dùng số tiền trộm cắp được để mua đồ trang sức như nhẫn, lắc, dây chuyền vàng, bạc và tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, đối tượng Loan khai nhận đã thực hiện một vụ trộm khác tại địa bàn xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa với thủ đoạn tương tự. Bản thân Loan từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2013. Hiện công an thành phố Bà Rịa đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án. Trên một diễn đàn ẩm thực, có một bài viết gây tranh cãi xung quanh quán ăn Ngự Bình, chuyên bán món Huế hơn 50 năm tại Sài Gòn. Cụ thể, bài viết là cảm nhận của một thực khách về quán ăn Ngự Bình sau gần 4 năm mới ghé lại. Vị khách đánh giá các món ăn vẫn giữ nguyên chất lượng và có giá cả cũng chất lượng không kém. Có người đồng tình nhưng cũng có người phản đối mức giá mà quán Ngự Bình đưa ra với những phần ăn Huế tại đây. Cụ thể là tô bún bò Huế với mức giá 105.000 đồng được cho là quá đắt. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc 19 học sinh trên địa bàn phải nhập viện vì dùng chất cấm. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, một số học sinh của trường Trung học cơ sở Lộc Hòa, huyện Long Hồ có biểu hiện nôn ói, khó thở. Ngay sau đó, nhà trường đã gọi cấp cứu đưa 9 em học sinh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến 16 giờ cùng ngày, trong lớp tiếp tục xuất hiện 10 học sinh có biểu hiện tương tự và được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các em học sinh bị ngộ độc chất cấm, bơm hôi, pha bơm. Hiện sức khỏe của hầu hết học sinh đã ổn định, vẫn còn 7 em học sinh đang tiếp tục điều trị. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã báo các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc. Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình cho biết, vụ việc cánh quạt điện gió rơi xuống ao cá, người dân đòi bồi thường 167 tỷ đồng vì cho rằng đây là nguyên nhân làm cá họ đang thả nuôi bị chết hàng loạt. Ông Nguyễn Văn Kiên yêu cầu chủ đầu tư bồi thường vì cho rằng các cánh quạt trụ điện gió hơn 100 tấn rơi làm cá ở 15 ao chết, song chưa có cơ sở để giải quyết. Xét nghiệm mẫu cá, mẫu nước cho thấy một số ao nhiễm vi khuẩn gây bệnh xuất huyết, một số ao có hàm lượng khí độc NH3 vượt ngưỡng an toàn cho cá. Kết quả này không có cơ sở để khẳng định do rơi cánh quạt gây ra. Trước đó, đầu tháng 3, các cánh quạt dài hàng chục mét thuộc nhà máy điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao hơn 140 mét, gãy thành nhiều đoạn. Sự cố xảy ra ở đất nuôi tôm cách khu dân cư đông đúc nên không gây thương vong. Khi cánh quạt rơi xuống nằm dắt qua hai góc ao cá làm chấn động mạnh gây hư hỏng vách nhà, làm đứt đường dây điện khiến cá bị thiếu oxy, nổi lên mặt nước, hiện cá vẫn bỏ ăn và chết rải rác. Đây là hình ảnh người dân quay lại cho thấy tuyến kênh Cần Thơ Bé thuộc phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt bị sạt lở một đoạn đường dài 35m, ba căn nhà bị sụp xuống kênh. Đoạn sạt lở dài 35m, sâu hơn 10m, nhấn chìm 3 căn nhà xuống sông, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi. Hiện đang có nguy cơ sạt lở lan rộng thêm làm ảnh hưởng nhiều nhà gần đó. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ, các vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, tuy nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống đi lại của người dân. Tình hình sạt lở được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra do đang vào cao điểm mùa khô. Sự việc 19 con chó và đồ đạc của một cô gái bị đưa ra ngoài sân chung cư khiến nhiều người quan tâm sau khi đăng tải lên mạng xã hội. Cụ thể, chị B nuôi tới 19 con chó trong một căn chung cư đã gây ồn ào khiến cư dân bức xúc vì không chịu nổi tiếng ồn, ô nhiễm và mùi hôi. Chị B cho biết chị thuê căn hộ ở tầng 3 với diện tích hơn 120m² ở chung cư RB. Chị thuê qua môi giới và ở mới được có 3 tháng này, giá thuê là 13 triệu đồng một tháng. Hợp đồng thuê căn hộ kéo dài 1 năm, tuy nhiên vì nhiều chủ hộ không đồng ý cho chị nuôi nhiều chó nên đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. Khi nuôi chó trong căn hộ đã thương lượng với chủ nhà nhưng họ muốn trả cọc không đồng ý tiếp tục cho chị thuê. Phía ban quản lý chung cư cho biết vụ việc đã được giải quyết xong với chủ nuôi chó. Chủ nhà đã tất toán, hoàn lại tiền cọc thuê nhà. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Tin Nhanh 18 giờ. Quý khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube Truyền hình Bến Tre để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về các tin tức sự kiện trong và ngoài nước. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Tin Nhanh 18 giờ ngày mai.